Cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem chương trình Những vấn đề của chúng ta. Tiếp theo, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần 3, phỏng vấn Mục sư Ngô Đắc Lũy đề cập đến những vấn đề liên quan đến việc lãnh đạo của Đảng Cộng sản và vai trò giáo dục trong chế độ Cộng sản cùng những tác hại, ảnh hưởng do nó mang lại cho đất nước chúng ta do Võ Thành Nhân thực hiện. Kính mời quý vị theo dõi. À, chúng tôi xin được cảm ơn quý vị và sau đây là phần 3 của chương trình của chúng tôi và mục sư Ngô Đắc Lũy để nhằm tìm hiểu về cuộc đời của mục sư và những sự dẫn thân phục vụ của mục sư và đặc biệt những cái quan niệm về giáo dục của mục sư và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi à, thưa mục sư thì chúng ta đã bàn qua rất là nhiều những cái vấn đề có liên quan tới lúc mục sư còn ở ở Cần Thơ Hà Nội ở tù cải tạo đến qua đến Thái Lan rồi mục sư có thể biết là lúc mà ở Thái Lan làm thế nào để mà mục sư có cơ hội để mà vào được Hoa Kỳ vậy thưa mục sư? À, dạ vâng thưa anh, thực ra khi mà tôi ở Thái Lan đó thì uh, giáo hội mẹ tức là uh, giáo hội Mennonite Việt Nam ở Bắc Mỹ là đã um, vận động cho tôi uh, đến Vancouver để quản nhiệm một cái hội thánh tin lành Mennonite của người Việt ở tại đó. Thì nếu mà tôi chấp nhận đi á, thì uh, tôi đã rời khỏi Thái Lan vào năm 2011 nhưng mà tôi cũng biết được rằng nếu sang đó thì tôi cũng chỉ phục vụ được công việc chúa, phục vụ được các tín hữu tin lành nhưng mà riêng cái công cuộc đấu tranh thì không có cơ hội để mà tham gia. Chính vì vậy mà tôi quyết định xin nói lại là để thứ nhất là tôi tiếp tục làm ba cái chương trình đó là huấn luyện cho các bạn trẻ ở trong nước tham gia cái khóa huấn luyện về viết báo chính luận. Thứ hai nữa là tôi có cái điều kiện mà tôi sang Hoa Kỳ thì nơi đó là tôi sẽ tiếp tục được cái vừa giảng à, lời chúa vừa làm chứng về tình yêu thương của chúa mà cũng vừa tham gia trong cái công cuộc đấu tranh chung cho người Việt Nam để mà giải thể chế độ cộng sản thì à, trong thời gian mà ở tại Thái Lan thì tôi làm việc cho Liên Hiệp Quốc trong cái đơn vị giáo dục của cái trung tâm tị nạn Bangkok và chính à, hơn 4 năm làm thiện nguyện ở đó thì à, cao ủy tị nạn à, cuối cùng đã à, chuyển hồ sơ của tôi sang đại sứ quán của Hoa Kỳ để phỏng vấn và đi định cư ở Mỹ Mục yeah. một sư có nói là giải thể đảng cộng sản với lại giải thể chế độ cộng sản hai cái đó nó khác nhau như thế nào vậy thưa một sư à, dạ vâng. theo quan niệm của một sư cái chế độ cộng sản đó thì nó tồn tại là khi mà có cái đảng cộng sản cho nên á thực ra trước hết mà muốn giải thể chế chế độ cộng sản thì giải thể đảng cộng sản trước dạ thì đảng cộng sản không còn nữa thì chế độ cộng sản không còn yeah. dạ và khi mà chúng ta nói như vậy thì chúng ta bắt đầu như thế nào và làm thế nào để chúng ta có thể thực hiện được những điều đó vậy thưa một sư Vân, cái vấn đề quan trọng mà tôi nghĩ theo cái thiện ý của tôi đó là khai thông dân trí. Mà cái điều này cũng không phải có gì mới mẻ đâu, bởi vì ngay từ cái trong cái phong trào Duy Tân á thì cụ Phan cũng đã nói là để mà một cái đất nước tự cường và không nô lệ đó thì phải khai dân trí, chấn hưng khí và hậu dân sinh cho nên cái khai dân trí vẫn là một cái bước đầu tiên hiện giờ thì phải nói rằng cái dân tộc Việt Nam mình đang sống trong một cái sự tối tâm và u mê bởi vì hơn 70 năm mà cái chế độ cộng sản nó cầm quyền ở miền Bắc và 40 năm ở miền Nam thì cộng sản đã dùng một cái chính sách tuyên truyền và tẩy não để cho tất cả những người Việt Nam đó là tin rằng không có một cái đấng tạo hóa nào, không có thần linh mà chỉ có à, cái sự tiến hóa và những người cộng sản những lãnh tụ cộng sản chính là những cái vị cứu tinh của nhân loại xây dựng một cái thiên đường ở trên cái trần thế này. Thực ra cho đến giờ này thì rất nhiều người Việt Nam cũng đã nhận ra được cái bản chất thực của cộng sản, đó là họ xây dựng cái quyền lực của họ trên cái gươm giáo, à, họ xây dựng cái ngai vàng của họ trên cái sự dối trá. Tuy nhiên bởi vì cộng sản là nó cai trị cái đất nước, bất cứ đất nước nào của cộng sản thì đều được cai trị bằng cái sự sắc máu. À, bằng gươm dao à, bằng bom đạn bằng ak bằng đài bác chính vì vậy mà cái sự phản kháng của con người đó nó bị tê liệt một thời gian rất là dài thậm chí là trở nên con người trở nên vô cảm trước cái vận mệnh của đất nước mà tôi đã nói trong cái phần trước là cam chịu một cái văn hóa cam chịu của người việt nam khiến cho người việt nam phải chịu đựng thưa anh nhân tôi xin trình bày với anh thế này khi mà các cái dân tộc ở đông âu đó họ nhận ra được cái bản chất của chế độ cộng sản là bị bợm thì là họ xóa bỏ chế độ cộng sản ngay từ Ba Lan, từ Tiệp Khắc, từ các nước cộng hòa mà thuộc cái gọi là cái Liên bang Xô Viết cũ đó, rồi Đông Đức. Thế nhưng mà cái điều đó đã xảy ra 25 năm rồi, tức là vào năm 1989 rồi 90 đến giờ là 25, 26 năm và người Việt Nam trong nước họ cũng hy vọng cái điều đó sẽ xảy ra ở Việt Nam. Tuy nhiên, à cái điều đó nó đến đến giờ này vẫn không xảy ra là bởi vì người Việt Nam thứ nhất ấy, là theo cái văn hóa cam chịu, thứ hai bị vô cảm do cái chế độ tẩy não của cộng sản cái chính sách tẩy não, dạ, yeah. thì yeah. cho nên cái việc mà chúng ta làm truyền thông cái việc mà chúng ta đưa cái thông tin uh, đa chiều từ hải ngoại về trong nước để mà khai thông dân trí để cho người Việt Nam tất cả người Việt Nam đều thấy được rằng cộng sản là bị bơm cái thiên đường xã hội chủ nghĩa mà cộng sản cố xây dựng thực ra là một cái chiếc bánh vẽ và cái con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà họ tuyên truyền trước đây đó thực ra là một cái đường cong đi từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa tư bản chúng thấy rất là rõ khi mà họ đánh đổ tư sản những cái người mà chỉ có một cái nhà máy có một cái xí nghiệp thậm chí là chỉ có một cái nhà hàng nhỏ nhỏ được quy vào là cái tội là tư sản là phản quốc Đưa đi cải tạo và tịch thu tịch biên tài sản quốc hữu hóa của họ Tuy nhiên hôm nay đó, những cái tư sản đỏ đó Thì cái tài sản của họ có thể lên đến gấp ngàn lần như vậy Những cái tư sản đỏ hôm nay cái tài sản của họ là hàng tỷ đô la Tỷ phú đô la của Việt Nam rất là nhiều Nhưng mà rơi vào tay những cái đảng viên cộng sản Chấp bưu Và à. chính vì vậy mà người dân đó Họ vẫn nhiều người chưa nhận ra vẫn nghĩ rằng họ cộng sản đang xây dựng cho họ một cái thiên đường để rồi họ sống trong một cái à, xã hội mà công bằng và bác ái điều đó thì hoàn toàn không có Kinh yeah. yeah. à, Kính thưa quý chúng tôi cũng được biết rằng hoặc là những chương trình khác chúng ta cũng được biết rằng là một sư lũy à, là một cái người theo học ngành sư phạm à, đại học sư phạm ở Việt Nam à, tốt nghiệp à, ban sinh ngữ đặc biệt về anh ngữ do đó nên, nên nhân cái cơ hội này thì chúng tôi cũng muốn hỏi thăm là à, một sư có thể chia sẻ những cái quan niệm về à, giáo dục của một sư hiện nay đối với lại tình trạng đất nước của chúng ta đang ở một cái giai đoạn rất là đang tối thì cái chia sẻ của một sư như thế nào vậy thưa một sư à dạ vâng thưa anh nhân à, thực ra tôi là người làm công tác giáo dục mà trong cái môi trường xã hội chủ nghĩa à, tuy nhiên tôi lại được đào tạo à, được giáo dục trong một cái nền giáo dục là tự do khai phóng và nhân bản của việt nam cộng hòa chính vì vậy mà tôi trong tư cách là một cái nhà giáo dục đó thì tôi vẫn rất là nặng về cái nền giáo dục khai phóng tự do và nhân bản đó chính vì vậy mà tôi có rất là nhiều cái bất đồng với cái nền giáo dục xã hội chủ nghĩa bởi vì nền giáo dục xã hội chủ nghĩa đó là không coi trọng cái tính nhân văn À, không có khai phóng, không có tự do mà chỉ giáo dục con người đi theo một cái hành lang rất là hẹp mà do đảng và nhà nước đã đề ra cho họ. Họ không được ngoảnh trái, không được quay phải, không được ngẩng đầu bởi vì ngoảnh trái, quay phải, ngẩng đầu đều bị đụng chạm cả, đều bị bắt bớ, đều bị tù đầy. Chính vì vậy mà phải nói rằng cái thế hệ trẻ Việt Nam, ngay cả những cái người được coi là trí thức đó, khoa bản thì cũng phải sống và làm việc theo cái cái gọi là hiến pháp và pháp luật xã hội chủ nghĩa, tức là phải làm theo những cái điều mà đảng đã nhồi sọ cho họ. Thì chính vì cái việc này đó mà xã hội Việt Nam trong thời gian sau năm 1975 tới giờ đó thì trở nên loạn lạc, nền giáo dục là suy đồi. À, chúng ta có thể thấy trong trường học thì là bạn bè có thể có những cái bạo hành lẫn nhau, đánh đập lẫn nhau, lột quần áo lẫn nhau, thầy giáo đánh À, đọc học sinh học sinh đánh đập giết chấp thầy cô giáo thầy giáo để cướp hoặc là thầy giáo thì lại à, dùng cái quyền lực của mình để mà à, gọi là đổi tình mua điểm cô giáo cũng vậy hoặc là có rất là nhiều người cán bộ giáo dục mà tôi biết được rằng để mà được một số cái chức vụ à, một số cái vị trí trong cái ngành giáo dục đó, thì họ phải mua dâm à, họ phải bán dâm tức là họ phải đổi tình với các cái lãnh đạo mà điều rất là đau xót là chính có những người, người chồng đó có vợ là làm trong ngành giáo dục thì cũng phải nhắm mắt để cho người vợ đó phải có những cái mối quan hệ bất chính với lãnh đạo để mà được thăng tiến cái điều này cho thấy rằng cái đạo đức việt nam nó suy đồi đến mức không thể suy đồi hơn mà cái lỗi lầm lớn nhất đó là do cái chính sách giáo dục của đảng cộng sản việt nam chính khi mà cướp được chính quyền từ chính phủ quốc gia việt nam khi hồ chí minh xây dựng cái nền giáo dục ở miền bắc và cho rằng là không có cái tam cương, không thể nói là quân sư phụ ca ba cái vị trí mà trong xã hội Việt Nam từ trước tới giờ đã tôn trọng trước hết là ông vua, thứ hai là người thầy, thứ ba mới đến người cha. Cái lòng tôn sư trọng đạo là phải dẹp bỏ và cái quan hệ giữa thầy trò là quan hệ bạn bè, quan hệ đồng chí. Có một cái thời mà ở miền Bắc người ta gọi thầy trò là gọi nhau là anh em thôi chứ không phải là thầy trò, không đó là bị chỉ trích đó là cái quan hệ phong kiến. Chính vì vậy mà nó đưa cái nền giáo dục Việt Nam tới một cái nơi mà suy đồi đến mức độ xã hội loạn lạc từ những nhà giáo dục chứ không phải là từ bên ngoài xã hội những người mà thiếu giáo dục đâu. Những người làm công tác giáo dục này rất là thiếu giáo dục. Những người làm công tác văn hóa rất là thiếu văn hóa. Đây cái văn hóa ở đây tôi không nói là cái trình độ học vấn, họ có thể họ có cái bằng tiến sĩ À, họ có thể có cái học vị giáo sư cho dù là tiến sĩ giấy hoặc là giáo sư do nhà nước phong nhưng mà dù sao cũng là cái tầng lớp khoa bản trong xã hội nhưng mà vô cùng thiếu cái văn hóa ứng xử tức là trong cái quan hệ với nhau có những cái mối tình gọi là mối tình công sở giữa cái ông giáo sư và một cái người thuộc cấp trong bệnh viện thì cả một cái ông giám đốc bệnh viện với một cái cô y tá đó là cái hậu quả của một cái nền giáo dục xã hội chủ nghĩa mà do Hồ Chí Minh áp đặt và Hồ Chí Minh tuyên bố rằng là phải hủy bỏ cái nền giáo dục mà gọi là phong kiến, quân sư phụ, tam cương ngũ thường là phải dẹp bỏ. Yeah. Yeah. Xin cảm ơn mục sư. À, kính thưa quý vị, vừa rồi là phần 3 của chương trình của chúng tôi và mục sư Ngô Đắc Lũy. À, chúng tôi xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi vào phần 4. Nhà hàng Trung Hoa New Fortune tại Maryland đã phục vụ hàng ngàn dạ tiệc trong thời gian qua. Nhà hàng Trung Hoa chuyên về các món ăn Quảng Đông với kinh nghiệm nhất cho tiệc cưới, tiệc liên hoan, họp mặt hội đoàn. Có điểm sắm mỗi ngày và giá đặc biệt cho các tiệc vào ngày thứ Sáu và Chủ nhật. Nhận đặt tiệc cưới cho năm 2015 và 2016, mở cửa mỗi ngày, Chủ nhật đến thứ năm 11 giờ sáng tới 1 giờ sáng, thứ sáu và thứ bảy 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng. Điện thoại số 301 926 8828 hoặc 301 548 8886. Ông bà Tony Trần kính mời. Năm mới sắp đến, năm mới sắp đến, vườn mai vàng Florida sẽ phục vụ quý khách từ A đến Z. Vườn mai vàng Florida chuyên cung cấp cây ăn trái và cây kiển bonsai, đặc biệt nhất là mai vàng đã sẵn sàng để đón mừng xuân mới. Chỉ 30 đồng trở lên là quý khách có một cây mai trưng trong ngày Tết hoặc khai trương cửa tiệm. Xin quý khách vào trang nhà mai vàng florida com hoặc gọi số 941-301-9251, 941-301-9251. Vườn Mai Vàng Florida xin trân trọng kính mời. Trung tâm We Care chăm sóc sức khỏe tại gia của người Việt phục vụ người Việt. Yes, We Care chăm sóc sức khỏe tại gia cho quý vị cao niên có Medicare, Medicaid chăm sóc người bị bệnh đi lại khó khăn hay khuyết tật. Nhân viên của WeCare phục vụ chăm chỉ, tận tâm và chu đáo. Trung tâm WeCare cung cấp dịch vụ tại vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận. Nếu quý vị cao niên đang nằm trong bệnh viện và muốn được nhân viên chăm sóc tại tư gia sau khi xuất viện, xin liên lạc WeCare trước khi xuất viện để được hướng dẫn thủ tục. Mọi chi tiết xin liên lạc với Quỳnh Châu số 703 879 3750. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình những vấn đề của chúng ta xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay và những ngày cuối tuần thật an bình và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.